Hello anh em, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel tiếp theo của mình anh em nha. Ok, hôm nay sẽ lại lên video chia sẻ cách chơi tài xỉu cho anh em. Chơi tài xỉu online thì nó là cả một nghệ thuật đấy anh em nhá. Ok. 1313 này. 1313 này. Rồi, cầu đang đi 1313 anh em ơi. Thì đối với cái dạng cầu này thì mình cũng không cần phải quá phức tạp với nó làm cái gì đúng không? Đây, 4 nó đối với xứng xuống 4 này, chéo cánh thế này thì mẹ mày auto phang tài thôi chứ còn gì nữa. 5 củ đã. Địt mẹ mày chạy đường nào, được chưa? Cầu thế này là không cần phải quá phức tạp anh em ạ. Khi mà cầu chạy thế rồi, êm thế này rồi ấy, thì mình cứ triển khai theo cái ý của nó thôi. Nó đang muốn đi 1-3, có thể là nó muốn bịp ai đấy hoặc là thế nào đấy, mình không cần phải quan tâm. Nó đang đi 1-3 thì mình sẽ phang theo 1-3, được chưa? 1-3-1 này, được chưa? À, cái nào nó gãy thì mình lại tính tiếp theo cái công thức khác. Cổ nâu là mình cứ đều tay như thế thôi. Đấy, ngày hôm nay thì tôi cũng ăn khá là nhiều rồi nên là chắc là tôi không đánh đâu, không đánh to đâu anh em nhá. Ngày tôi sẽ không đánh to đâu, ăn được cũng khá là nhiều rồi. Ok, đừng nên tham quá anh em ạ. Đến một cái giai đoạn nào đấy ấy, là mình phải dừng lại. Chứ bây giờ mà anh em cứ tham, anh em cứ chạy theo cái đồng tiền thì rõ ràng người thiệt thòi sẽ là bản thân mình thôi, đúng không? Mình phải biết dừng đúng lúc anh em ạ. Ăn đúng chỗ, dừng đúng lúc. Như thế thì nó mới được gọi là, nó mới gọi là lâu bền được. Tay này thì chắc là vẫn là một cái xỉu rồi. Không gãy được đâu anh em ạ. Không gãy được đâu anh em ạ. Đấy, mình cứ thế mà chơi thôi, cứ thế mà chuyển thôi. Hai tay lại bú 10 củ anh em nhá. Hai tay lại tiếp tục bú 10 củ nhá. Cần gì phải quá phức tạp làm cái gì đâu. Cầu thì nó cũng lập trình như thế thì mình cũng cứ bám mà chơi thôi. Được chưa? Uy tín luôn chứ còn gì nữa mà. Tiếp tục này. 99 này. Rồi. Tôi điền luôn hai cái nốt nhạc vào đây luôn anh em ơi. Tôi điền luôn hai cái nốt nhạc vào đây luôn. Đánh luôn hai cái xỉu gãy vứt. Không cần nghĩ ngợi nhiều, 10 củ cắt lãi luôn này. Cắt lãi luôn anh em. Tay này mà ăn thì gọi là lãi 20 củ, mà thua thì huề thôi, có gì đâu đúng không? Khi mà anh em đã ăn được rồi ấy, thì mình phải chơi theo kiểu đấy. Chứ anh em đừng có rén. Đấy, anh em rén nha, những cái tay mà anh em ăn được anh em rén. Còn đến những cái tay thua anh em cay cú, anh em lại phang hết. Đấy, tức là mình điều phối cái vốn nó không phù hợp anh em ạ. Mình đánh, mặc dù mình đánh nhiều khi mình đánh rất là hay, nhưng mà mình điều phối cái vốn nó không phù hợp thì vẫn lỗ, và lỗ nặng luôn anh em nhé. Địt cụ mày ăn chứ còn gì nữa anh em ơi. Ngọt ngào luôn. Chốt ba tay này. Lại 20m anh em nhé. Tuyệt vời luôn. Ok chưa? Đấy, nó phải như vậy chứ đúng không? Tôi đã điền 2 chấm vào rồi. 9 này, 9 này có lên 10 không? 9 này có lên 10 không anh em ơi? 6 này, 6 với 3 bằng 9 này. 6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 10 19 rồi, 19 lẻ 5 xỉu. Ok, chắc là vẫn 5 xỉu đấy. Nhưng mà không đánh to đâu. Không đánh to được nữa anh em ạ, bởi vì nó đi dài rồi thì mình không nên đánh to nữa. Thế này thôi. Nó đi dài quá rồi, cầu 313 đi dài quá rồi anh em ạ. Mình thì mình vẫn tin tưởng vào cái cầu 13 này. Đây đấy em thấy không? Mình vẫn tin tưởng cầu 1-3 này đúng không? Đấy, nhưng mà nó đi dài, tầm này nó đi dài quá rồi nên là mình phải cẩn trọng, mình đánh bé lại thôi. Được chưa? Nhấp nhả cho đúng nhịp vào anh em nhé. Địt cụ mày gãy ngay này, thấy không? Anh em thấy không? Hạ mức cái là gãy ngay này. Mẹ, hạ mức cái là gãy ngay anh em ạ. Ok. 3-1, 3-2-1. Rồi, tiếp tục cắn cái xỉu nữa này, cầu 3-1-2-1 đấy anh em. Tiếp tục cắn cái xỉu này. Mình nhiều khi mình phải đơn giản anh em ạ, nhiều khi mình cứ đơn giản thôi, 3-1 này, 2-1 này. Đây, chấm hai cái xỉu luôn này. Mình cũng đừng quá phức tạp lắm anh em. Khi nào cần phức tạp cầu xấu ấy thì mình sẽ phức tạp. Còn đâu cầu nó đơn giản thì mình sẽ đơn giản với cầu, được chưa?
Rồi nếu như tay này mà thua ấy thì tôi vẫn còn lãi được 12 củ, nên là đánh tự tin thôi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Tài xỉu online thì nói dễ là cũng dễ, nhưng mà nói khó thì nó cũng là một cái gì đó khá là khó khăn. Húp rồi. Được chưa? Đấy. Tay thua thì thua bé, mà tay ăn thì ăn lớn. Đấy chính là cái phương pháp vào vốn. Đấy. Nó kết hợp rất là nhiều yếu tố để giúp mình giành chiến thắng anh em ạ. Bắt cầu này, rồi là cách vào vốn này, rồi là cách giữ nhịp này. Giữ nhịp có nghĩa là có không phải là tay nào mình không vào, đúng không? Ví dụ tay này cầu xấu mình sẽ bỏ. Được chưa? Cầu xấu là mình sẽ bỏ. Đấy, kiểu thế, mình giữ nhịp chơi anh em ạ, mình giữ nhịp chơi. Rồi, ok. Tính ra là ngày hôm nay là lãi được 109 củ anh em ơi, sáng là tôi cũng nạp vào ba mấy củ. Đấy thì hôm nay là một ngày quá rực rỡ rồi. Tiếp tục làm một cái xỉu nữa. Tôi không cần phải đánh to ở những tay này nữa rồi. Mấy tay này thì đánh bé lại thôi. Mình sắp nghỉ rồi nên là mình sẽ hãm lại từ từ anh em ạ. Như thế thì mình mới nghỉ được. Chứ đùng đùng đang đánh to thì nghỉ cũng khó, nên là cứ hãm từ từ. Nói chung là cái gì nó cứ đến từ từ từ, nhưng mà nó chắc ăn là được. Gãy rồi, mẹ mày màu này gãy rồi. Đấy. Gãy ngay này, hãm lại này. Rồi thì chắc là hôm nay tôi sẽ dừng lại thôi anh em nhá. Hôm nay chắc là tôi sẽ dừng lại thôi. Để xem là cầu tiếp theo nó có ra hay xỉu nữa không. Thôi thì làm thêm hai củ đi. Chốt luôn hai củ này nữa tôi sẽ dừng lại anh em nhá. Ngày hôm nay là quá nhiều rồi. Cũng không nên chơi quá lâu anh em ạ. Chơi quá lâu, ăn quá nhiều, nhiều khi nó hay soi, nhà cái nó hay soi, cho nên là mình cứ đánh nhanh thắng nhanh thôi. Anh em có thể thấy là bình thường tôi cứ chơi theo kiểu cứ 5 10 phút là tôi lại vào chơi, tôi phải chơi cứ một lát là tôi lại vào chơi 5 5 10 phút như thế thôi. Đấy. Chứ tôi không không chơi theo cái kiểu là cứ ngồi lì như thế chơi mãi, ngồi lì cả ngày chơi mãi như thế. Rồi. Mở quả bát này nữa là kết thúc cuộc tình luôn này anh em ơi. Hôm rồi. Ok, rồi hôm nay tôi sẽ dừng lại anh em nhé. Chốt lại ngày hôm nay là thiếu một củ nữa là tròn 110 củ. Thì tính ra là 109 củ, quá tuyệt vời anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ dừng lại thôi. Khi mà anh em ăn được rồi thì anh em rút hết cho tôi nhá, đừng giữ lại làm cái gì. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.